Hi, xin chào tất cả anh em nha. Nay bên mình mới về chiếc Isuzu TA 340 anh em nha. Chiếc 340. Mình quay qua một vòng cho anh em ha. Chiếc này thì dàn áo đồ còn rất là đẹp anh em nha. Áo rồi thì còn đẹp này. Ski 340 anh em nha. Chiếc này thì nó đúng 340 anh em nha. Thì 3.400 trở lên là nó chạy 30-30 rồi. Đèn áo thì còn màu green anh em. Đồng hồ đây anh em. Chiếc này thì nó chạy giờ chạy cũng chưa có nhiều lắm đó ha. Kilo cây số thì chạy 30/30 này, 1040 giờ anh em nha. Đây, giờ mình sẽ quay qua cầu trước cho anh em coi ha. Cầu trước của nó đây. Trước thì còn khô hết anh em nha. Đất bám này cũng còn khô nè. Trước anh em. Trước còn khô hết anh em nha. Chiếc này thì được bán ra 130 triệu rồi này, 130 triệu đầu không nhé. Quay qua số cho anh em ha. Số của nó đây anh em nha. Số thì cũng còn đẹp anh em nha. Đây, phần đùi sau của nó đây. À, phần hút số bên bình dầu anh em. Bánh trước của nó đây anh em nha. Trước của nó thì gai còn còn có được 80% nha. Gai còn được 80%. Cái này cái mã số lốp của bánh trước ra, do có một số anh em thì yêu cầu mình quay dùng cái mã số lốp nha. Cái này nó có chữ là BK277 nè anh em. BK277 nha. Rồi, bánh sau đây anh em. Bánh sau thì gai nó cũng còn khoảng cỡ được 90% anh em nha. Tấn công vẫn còn đẹp nè.
khoảng 90%. Lốp này thì chạy cũng rất là bền, nó có răng nhẹ anh em nha, nè nó có răng nhẹ đây nha, nhưng cái này thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cái này chiếc này thì nó có mã số là 4080 nha, 4080 nè. Mâm thì mâm còn đẹp đấy anh em nha, mâm này màu mâm cũng còn đẹp nè. Giờ mình quay qua cái phần máy cho anh em coi ha, quay qua phần máy nè. Rồi, máy của nó đây anh em nha. Chiếc này được bán 130 triệu lên anh em nha. 130 triệu. Có mấy anh khách thì anh cũng đang hỏi mình và nhờ mình quay chiếc này, sẵn đó mình làm luôn video này cho anh em ha. 130 triệu anh em nha. Bốn máy, động cơ bốn máy nha. Máy thì nó còn khô và đẹp anh em nha. Sàn của nó nha. Chiếc này thì nó dùng bên cơ đây anh nha. Bên cơ nè. Yên còn đẹp nha.